Thì anh em tôi đã có mặt ở sân bay rồi. Đúng như hôm nay có hai nhân viên của hãng Daiwa, Nguyên Béo và Hà Vĩ Hùng. Còn có Toán Nhà Quê và Đồ Câu Thành Thủy, anh Thành. Đây là hàng khóa cổ đúng không? Hơi dài một chút. Tầm cô nhà mà tôi mang đi thì nó dài chừng khoảng cỡ 1m8 đấy. Ở mai lúc sau thì mới xong thủ tục, Hùng phải bỏ lại cái pin tự chế nên là không được mang theo tay trên máy bay. Như vậy là khoảng hơn một tiếng 50 phút di chuyển từ Hà Nội thì anh em tôi đã có mặt tại sân bay Phú Quốc. Chào anh. Ừ. Thấy anh kiếm cơm nhiều đấy. À, rồi, xin chào anh. Anh Tuấn. Anh em Phúc là cô Khánh Hòa, anh Phúc đến từ miền Trung, rồi Phúc là cô Thành Thủy đến từ miền Bắc, đây là Phúc là cô Tuyền đến từ Đồng Nai, Duyên và Fishinger. Đây là một người rất là đặc biệt, Phúc là cô Đăng Ninh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Không lo, em đi Vân Đồn chứ thả chỉ 250g mà còn không xuống được đáy. Đúng rồi, nó bao cứ mét? Trôi thôi. Bao nhiêu mét? Mà có được 40m thôi. Ừ rồi. Mà 250g không xuống được đáy luôn. Hai bạn hàng mình nhà quê chả biết gì cả. Chả chỉ số thôi. Giao lưu cẩm nhật quốc tế luôn. Giữa những anh em kinh doanh đồ cơ Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Rất là tuyệt vời. Có chương trình thế nào? Nói chung là ngày mai thì chương trình nó sẽ có 2 ngày. Một ngày là câu rích thuần túy. Đấy, còn một ngày là sẽ sử dụng máy điện để thử.